Vì sao nhôm được dùng làm dây dẫn điện cao thế, còn đồng được dùng làm dây dẫn điện dân dụng? Thì chúng ta có này, nhôm và đồng đều là kim loại, mà kim loại thì đều dẫn điện tốt, đúng không? Và trong đó là nhôm và đồng là một trong những kim loại dẫn điện rất tốt. Do đó nhôm và đồng được dùng làm dây dẫn điện. Lưu ý này, vàng với bạc cũng dẫn điện tốt, nhưng vàng với bạc là đắt hơn nhôm với đồng. Dạ. Thứ hai là gì? Dây dẫn điện giữa đồng với nhôm là ai dẫn điện tốt hơn? Đồng tốt hơn. Cho nên trong quy mô gia đình, tức là trong dân dụng nè, là cái dây dẫn điện nó cái lõi dây dẫn điện, cái lõi á, là cái đường kính nó không có lớn, do đó nó không có nặng. Cho nên thành ra đồng được dùng làm dây dẫn điện dân dụng. Nhưng mà cái đường dây cao thế là cái lõi nó lớn. Mà cũng biết kim loại một khi nếu chúng ta dùng lõi nó lớn mà chúng ta dùng kim loại đồng nó rất là nặng. Mà nó nặng như vậy thì không có cái trụ mà đỡ được hết. Còn thấy cái trụ điện nó không thể đỡ được đường dây đồng. Cùng một cái thước lõi như vậy, nếu chúng ta dùng dây đồng nó rất là nặng, trụ điện không đỡ được. Cho nên người ta phải dùng thay thế bằng nhôm. Mặc dù đồ dẫn điện của nhôm thì chỉ bằng 2/3 lần đồng thôi, nhưng mà nó nhẹ hơn rất nhiều lần so với đồng. Do đó đối với đường dây dẫn điện cao thế, lõi nó lớn, cho nên bắt buộc phải dùng dây dẫn điện bằng nhôm. Và chúng ta giải thích vào cái ngay nhất nè. AL và CU đều là kim loại nên dẫn điện. AL và CU đều là những kim loại dẫn điện tốt, nên chúng được dùng làm dây dẫn điện, được chưa? Khẳng định thứ nhất là chúng đều là những kim loại dẫn điện tốt, cho nên chúng được dùng làm dây dẫn điện. Cái thứ hai này, CU là dẫn điện tốt hơn AL. CU dẫn điện tốt hơn AL, chúng ta biết là AL dẫn điện chỉ bằng khoảng 2/3 lần đồng thôi. CU dẫn điện tốt hơn AL. Yeah. CU dẫn điện tốt hơn AL nhưng nặng hơn AL. CU dẫn điện tốt hơn nhưng mà lại nặng hơn. Nên CU được dùng làm dây dẫn điện dân dụng. Còn AL được dùng làm dây dẫn điện cao thế. Thứ hai là giữa nhôm với đồng là ai rẻ hơn? Giữa nhôm với đồng là ai rẻ hơn? Đồng mua có, nhôm rẻ hơn. Đồng dẫn điện tốt hơn nhôm nè, nhưng mà nặng hơn nhôm nè. Đồng dẫn điện tốt hơn nhôm nè, đắt hơn nhôm nè. Nhớ nha. Cô đọc tại sao khi tưới nước giải cho cây trồng thì cây xanh tốt? Nước giải là gì? Nước giải là nước tiểu á. Đó. Mà con biết là cái quá trình mà chuyển hóa các chất trong cơ thể chúng ta thì nước tiểu là một trong những cái chất thải của cơ thể người và động vật, đúng không? Mà quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể chúng ta là nó sẽ chuyển hóa những cái hợp chất mà có chứa nitơ phân giải ra đến cái hợp chất đơn giản nhất, đó là NH3. Cho nên trong cái nước tiểu của chúng ta cũng như các loài động vật là nó có gì? Nó có chứa NH3. Yeah. Mà vậy thì khi chúng ta tưới nước giải cho cây trồng ấy thì có phải là chúng ta đã cung cấp NH3 cho cây trồng không? Mà con biết là NH3 là một trong những cái thành phần của gì? Của phân đạm. Do đó chúng ta tưới nước giải tức là chúng ta đã cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng, cũng là nguồn phân đạm cho cây trồng. Do đó cây trồng nó sẽ xanh tốt. Ok chưa? Rồi ghi vào. Ghi cho cô ha. Trong nước giải có chứa NH3. Yeah. Là nguồn cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng. Do đó khi tưới nước giải cho cây trồng thì cây sẽ xanh tốt.
Như ta đã biết nè, kim loại nhôm là một kim loại có tính chất đặc biệt và luôn có một lớp nhôm oxit hình thành bên ngoài để bảo vệ nhôm bên trong. Nhôm oxit sau này chúng ta gọi nó là aluminium oxide. Vậy thì tại sao? Đọc cho qua lần như quen thôi. Vậy tại sao này qua? Ta không nên dùng chậu hoặc xô nhôm để đựng nước vôi tôi, xà phòng hay là vữa xây dựng. Câu B này, ta nên dùng các bồn hoặc là các thùng bằng nhôm để đựng dung dịch axit H24 đặc nguội. Vì sao như vậy con? Đó là nhôm tác dụng với lại như bị kìm. Mình nhớ nghe, trong tất cả các kim loại thì nhôm là một kim loại có tính chất đặc biệt. Bởi vì sao? Chú ý, nhôm là một kim loại có tính chất đặc biệt. Con lưu ý nè, các kim loại khi tiếp xúc với oxy không khí là chúng đều chi? Chúng đều bị bao phủ bởi một lớp màng oxit. Tuy nhiên trong các kim loại thì cái lớp màng oxit của nhôm là dài và bền chắc nhất. Và màu sắc nó cũng là màu đẹp mà. Còn trong khi đó là cái lớp oxit của sắt á, lại là xốp, màu đỏ nâu, nó xốp, nó có khe rỗng, cho nên là sắt nó sẽ bị ăn mòn vô trong là vì thứ đó. Nhôm bị ăn mòn bởi oxy không khí, nhưng mà nó hình thành ngay cái lớp màng oxit bảo vệ bên ngoài rắn chắc, không cho oxy xâm nhập vào bên trong. Cho nên nhôm nó bền trong môi trường không khí là vậy đó. Còn sắt là nó cũng bị ăn mòn, nhưng mà nó tạo cái lớp màng oxit nó xốp. Do đó mà oxy tiếp tục xâm nhập vào trong và do đó sắt nó sẽ bị tiếp tục ăn mòn trong môi trường không khí. Vì vậy là chúng ta hay dùng nồi nhôm, thấy không? Lưu ý nè, nhôm là kim loại có tính chất đặc biệt là nó hòa tan được trong môi trong dung dịch kiềm. Nhưng mà cái lớp màng oxit của nó, cái oxit của nó cũng có tính chất đặc biệt luôn, tính lưỡng tính. Cái lớp màng oxit đó cũng bị hòa tan bởi dung dịch kiềm, đúng không? Do đó khi mà con cho cái nhôm vào dung dịch kiềm là cái lớp màng nó bị hòa tan trước, vì nó ở bên ngoài mà. Sau đó đến nhôm ở bên trong bị hòa tan. Mà các nước vôi này, xà phòng này, vữa này đều có chứa chất kiềm, đúng không? Cho nên nếu như chúng ta dùng xô chậu nhôm để đựng nước vôi vữa rồi xà phòng này kia thì lâu ngày là cái xô hay thợ chậu nhôm nó sẽ bị gì? Bị thủng đó. Mà một khi bị thủng có dùng được nữa không? Không. Đồng ý chưa? Còn vì sao chúng ta không nên dùng các thùng hoặc bồn nhôm để đựng dung dịch H24 đặc nguội? Bởi vì mình đã biết là kim loại nhôm là thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc nguội. Bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc nguội, đúng không? Đúng không? Vậy thì nó thụ động hóa là nó có phản ứng không? Không. Cho nên khi cô dùng nhôm đựng H24 đặc nguội hay là H24 đặc nguội rót vào trong các thùng hay các bồn nhôm thì nó không xảy ra phản ứng. Vậy đó cái thùng nó không bị lủng. Mà không bị lủng thì đựng H24 đặc nguội được không? Được. Chúng ta ghi vào nghe. Ý thứ nhất thì ở câu A hả? Đó. Ở câu A của chúng ta nghe. Cả ghi vô cả Al2O3 và Al đều bị hòa tan trong dung dịch kiềm. Được chưa? Chúng ta ghi vào ha. Al2O3 cộng với 2 lần NaOH sẽ tạo thành 2 lần NaAlO2 cộng H2O. Thứ hai là Al2O3 cộng CaOH tất cả 2 lần cho ra Ca mở ngoặc AlO2 tất cả 2 lần cộng với H2O. Cái thứ ba là chúng ta viết luôn 2 lần Al cộng 2 lần NaOH cộng 2 lần nước. Viết phương trình phản ứng của Al với là Al2O3 với dung dịch kiềm ra 2 lần NaAlO2 cộng 3 lần H2. Phương trình cuối cùng là 2 lần Al cộng CaOH tất cả 2 lần. Được chưa? Thì tạo thành gì? C
CA mở ngoặc ALO2 tất cả hai lần cộng hydro. Vì sao mà cô phải viết cả 2 3 giờ? Vì sao cô phải viết cả 2 3 giờ? Bởi vì trong vôi tôi thì chứa CaOH 2 lần, còn trong xà phòng thì lại chứa NaOH. Đó, đồng ý chưa? Mình biết là cả Al và AlH3 đều bị hòa tan trong dung dịch kiềm, do đó ta không nên dùng chậu hoặc xô nhôm, để đựng nước vôi trong, nước vôi tôi hay là xà phòng hay là vữa giấy sử dụng. Không chỉ nhôm đâu mà lớp màng oxit bề ở ngoài nó cũng bị hòa tan bởi dung dịch kiềm luôn. Do đó chúng ta không dùng bất kỳ thùng hay chậu nhôm hay gì và làm bằng nhôm để đựng những chất có tính kiềm. Rồi bây giờ giải thích vì sao không dùng các thùng hay là các thùng hay là chậu hay gì đó, cốc hay là gì đó để đựng H2 muốn đặt thì chúng ta biết rồi. Vì Al bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc mùi. Do đó, khi cho H2SO4 đặc mùi vào nhôm thì có xảy ra phản ứng không con? Thì không xảy ra phản ứng. Đúng chưa? Chấm. Do đó, ta không nên dùng. Do đó ta có thể dùng các thùng hay là bồn nhôm để đựng axit 2 muốn đặt nguội. Thực ra là trong cái chuyên chở H2 muốn đặt nguội từ nơi này sang nơi khác, chuyên chở giống như là chuyên chở xăng dầu không, thì người ta sẽ dùng những cái xi-tét làm bằng thép, cái xi-tét cái xe mà chở bồn, cái bồn xe bồn đấy, thì nó gọi là xi-tét á. Rồi sang câu tiếp theo của đề chuyên hóa Hưng Yên tiếp theo nào. Vận dụng kiến thức để giải thích các vấn đề thực tiễn dưới đây. Viết phương trình minh họa nếu có. Câu A, dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ. Vỏ trứng gà sữa bò khi ngâm trong dung dịch giấm ăn. Câu C, ở một số nơi khi dùng nước giếng để đun thì thấy có lớp chất rắn bám ở đáy ấm. Câu D, ở trong thí nghiệm điều chế khí sunfuro, tức là sunfur dioxide, dioxide á. Người ta thường đặt miếng bông tẩm sút trên miệng bình thu khí. Không biết gì, bây giờ chúng ta làm qua nè. Khi mà thủy nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì người ta sẽ dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân rơi vãi. Các con biết là khi mà nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì thủy ngân nó sẽ phát tán không khí, sẽ phát tán ra không khí thì đúng chưa, thủy ngân nó sẽ rơi vỡ. Và vì sao cô nói nó phát tán không khí? Bởi vì khi đó thủy ngân rất dễ bể hơi. Con biết là cái hơi thủy ngân á, là nó rất là dễ thấm qua da. Hơi thủy ngân là dễ thấm qua da. Cho nên con người chúng ta cũng như là con người chúng ta dễ hít phải nè. Hơi thủy ngân này.
Yeah. Mà một khi chúng ta hít phải hơi thủy ngân vậy, từ đó dẫn đến là bị ngộ độc thủy ngân. Bị ngộ độc thủy ngân rất là nguy hiểm nha. À, nhiệt kế thủy ngân bị vỡ là thủy ngân nó sẽ bị phát tán vào không khí, mà cái hơi thủy ngân là nó dễ, rất là dễ thấm qua da, cũng như là chúng ta hít phải hơi thủy ngân thì chúng ta sẽ bị ngộ độc thủy ngân. Mà là gì? Mà thủy ngân á, là rất dễ dàng này tác dụng với bột lưu huỳnh HG mà cộng lưu huỳnh là nó ra HGS. Các con biết là muối của thủy ngân cũng độc, nhưng mà lúa nó không bay hơi, cho nên sẽ dễ dàng cho chúng ta thu gom đó, nó không bay hơi nữa, cho nên là chúng ta thu gom xong chúng ta sẽ đem đi xử lý nó một cách an toàn nhất. Nhiệt kế thủy ngân bị rơi vãi là chúng ta sẽ lấy cái lưu huỳnh rắc vào cái chỗ mà thủy ngân nó bị rơi vãi ra để tránh cho thủy ngân nó không bay hơi, bởi vì khi thủy ngân bay hơi là nó thấm qua da này, vì chúng ta dễ hít phải này, từ đó chúng ta sẽ bị ngộ độc thủy ngân. À, nếu trong trường hợp nhà chúng ta không có cái bột thủy ngân thì chúng ta làm như thế nào? Nếu không có bột thủy ngân, ta sẽ dùng bông ướt hoặc là giấy. Chúng ta không có thu gom trực tiếp bằng tay đâu nhé. À, chúng ta sẽ lấy giấy mỏng chúng ta, hay là que ướt đó, chúng ta gạt cho nó, lấy từ giấy để hứng nha. Rồi chúng ta lấy cái que ướt chúng ta gạt cho thủy ngân nó lên từ giấy đó. Sau đó là chúng ta sẽ đổ nó vào trong lọ, và kể cả cái giấy đó chúng ta cũng gom đi vứt luôn. Cái tầm bông ướt đó chúng ta cũng vứt luôn. Và nguyên tắc là gì? Chúng ta thu gom xong chúng ta bỏ vào lại kín, vào lọ kín, và chúng ta phải ghi chú là có thủy ngân ở trong đó, rồi chúng ta sẽ cho vào thùng rác đặc biệt, loại thùng rác có phân loại đặc biệt, vật nguy hiểm đó, để đi xử lý. Chúng ta tuyệt đối không vứt ra thùng rác bừa bãi nè, hay là cũng không đổ xuống dưới nước thải này, đó, vì lúc đó nó sẽ gây ô nhiễm nguồn nước. Vậy câu B là vỏ trứng gà sủi bọt khi ngâm trong dịch giấm ăn là vì sao như vậy? Có con biết là trong vỏ trứng gà là có cái thành phần CaCO3, còn trong giấm ăn á, trong dung dịch giấm ăn á, là có con biết rồi là có axit acetic, đúng chưa? Cái anh chàng này là anh chàng axit có tính chất của một axit cơ bản, và nó là một axit mạnh hơn axit carbonic, cho nên đương nhiên là gì, nó đá axit carbonic ra ngoài, và vì vậy là gì, nó tạo thành muối CH3CO tất cả hai lần Ca, và muối này nó tan trong nước và nó tạo thành khí CO2. Ok chưa? Nó tạo thành khí CO2. Vì nó tạo thành khí CO2 cho nên chúng ta mới thấy là gì? Vì nó tạo thành khí CO2. Do đó khi ngâm vỏ trứng gà trong dung dịch giấm ăn thì thấy có sủi bọt. Đồng ý chưa? Sủi bọt này chính là sủi bọt khí. Đây các con xem hình ảnh đây, đây người ta ngâm cái quả trứng vào trong cái cốc nước, cốc chứa giấm này, đó thấy sự bọt khí không? Sự bọt trên cái vỏ trứng gà đó. Đó là vì trong vỏ trứng gà nó có chứa CaCO3, mà CaCO3 là muối của axit yếu hơn axit acetic, cho nên thành ra là nó sẽ có sự bọt khí CO2. Ở một số nơi khi dùng nước giếng để đun thì thấy có lớp chất rắn bám ở đáy ống. Vì sao như vậy?
Các con biết là cái nước giếng là nước tự nhiên đúng không? Cái nước giếng là nước tự nhiên, mà nước tự nhiên á, nước trong tự nhiên á, là nó có độ cứng tạm thời. Nước tự nhiên, dù ví dụ như nước giếng. Là nước cứng, là gồm tính cứng tạm thời. Gồm tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu. Yeah. Nghĩa là trong nước giếng á, trong nước giếng có chứa muối CaHCO3 tất cả hai lần hydrocarbonate calcium đó và magie HCO3 tất cả hai lần hoặc là một trong hai muối đó. Nên khi đun, nên khi đun nước giếng, không biết là khi đun nước giếng thì cái anh chàng CaHCO3 tất cả hai lần này, anh sẽ bị nhiệt phân này, ra CaCO3 cộng CO2 cộng H2O, được chưa? Đây, đó, tương tự là anh magie HCO3 tất cả hai lần, anh cũng như rứa luôn, anh cũng tê đồ, tính ra magie CO3 cộng CO2 cộng H2O, đồng ý chưa? Đó, hai cái anh chàng đi cái chủa, yeah, vậy là cái chất rắn. Rắn mà bám ở đáy ống là ai? Bám ở đáy ấm là CaCO3 hoặc là magie CO3. Đó. Nhớ nghe, nước nói chung là không chỉ nước trong tự nhiên á, nước giếng hay nước sông vậy, là nó có cái độ cứng, và độ cứng đó là do muối canxi. Nó chứa muối của canxi 2 cộng, magie 2 cộng đó. Là tùy theo loại muối mà nó sẽ có tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu. Thì trong đó cái tính cứng tạm thời là chứa muối hydrocarbonate. Thì cái muối hydrocarbonate mà khi chúng ta đun nóng là xảy ra phản ứng nhiệt phân, tạo thành chất cái tủa CaCO3 cũng như là magie CO3. Đây chính là cái chất rắn bám ở đáy để ấm. Bây giờ cô D nè, trong cái thí nghiệm mà điều chế khí sulfur dioxide đó, dioxide đó, thì người ta thường đặt miếng bông tẩm sút trên miệng bình thu khí. Vì sao như vậy? Đây, các con xem cái hình vẽ này đó, xem cái hình điều chế khí CO2 trong phòng thí nghiệm nè. Người ta điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm là người ta lấy cái muối Na2SO3 tác dụng với dung dịch axit H2SO4, và người ta ở đây trong cái hình vẽ này người ta thu khí SO2 bằng phương pháp đẩy không khí và đặt ngửa bình. Vì SO2 là một chất khí tan nhiều trong nước, cho nên chúng ta không thu nó bằng cách đẩy nước, mà chúng ta phải thu bằng đẩy không khí. Thứ hai là phân tử khối, tức là khối lượng mol của SO2 là 64 g/mol, nó nặng hơn không khí, cho nên chúng ta phải đặt ngửa bình. Thì ở đây vì sao chúng ta phải dùng cái bông tẩm dung dịch sút NaOH để đẩy cái miệng cái bình thu khí? Bởi vì các con biết là sao? SO2 là một chất khí độc. Nhớ nghe. Quan trọng thứ nhất là gì? Vì SO2 là một khí độc gây ô nhiễm môi trường. Do đó cần phải dùng bông tẩm dung dịch sút NaOH để đậy bình thu khí, đậy kín bình thu khí. Yeah. Ngăn không cho SO2 thoát ra ngoài, ngăn không cho SO2
thoát ra ra ngoài. Và phương trình của chúng ta đó, đồng ý chưa? Là một khí độc gây ô nhiễm môi trường. Do đó là chúng ta, thứ hai là nó là một oxit axit gì nữa, nó tác dụng rất là dễ dàng với dung dịch kiềm. Có rất là nhiều dung dịch khác nó cũng tác dụng, tuy nhiên dung dịch NaOH này thứ nhất là rẻ tiền, thứ nhì là gì, tác dụng nhanh với SO2. Bông tổng dịch này vừa rẻ tiền này, vừa rẻ tiền này, vừa tác dụng nhanh và hoàn toàn với SO2. Vì các con biết rồi, phản giữa oxit axit và phản với dung dịch NaOH là được xếp vào một trong những loại phản giống như là phản trung hòa đó. Phản trung hòa là giữa axit bazơ thì cái này nó cũng gần như vậy. Bởi vì oxit axit mà cộng với nước ra axit gì nữa, axit các dụng bazơ là ra muối với nước. Cho nên muốn nói là SO2 tác dụng dịch NaOH thì cái tốc độ phản rất nhanh. Phản trung hòa là một trong những loại phản là ưu tiên xảy ra đầu tiên mà. Đề nó cho này, sắt bị rỉ ngoài việc do tính hoạt động hóa học của sắt, còn do các điều kiện ngoại cảnh. Các nhà hóa học đã chứng minh nếu để sắt trong bầu không khí không có nước, nhớ nghe, thì dù có trải qua mấy năm sắt cũng không hề bị rỉ. Không có nước là nó không rỉ. Tuy nhiên nếu cho mảnh sắt vào trong bình kín đựng nước cất, đựng nước cất rồi đun sôi thì nước sắt cũng không bị rỉ luôn. Cho bình nước cất, hôm mà học bài ăn mòn kim loại là mình đã biết rồi đó. Cho vào trong bình nước cất để kín lại. Ở trên có tráng một cái lớp dầu. Vì đang tráng lớp dầu để ngăn không cho oxy không khí nó khuếch tán qua. Chứ con đậy bằng bông rồi không khí cũng khuếch tán qua. Rồi nguyên nhân là chỉ khi có nước và oxy tác dụng đồng thời thì mới làm cho sắt bị gãy nha. Chấm. Em hãy viết phương trình hóa học khi đốt sắt trong bình đựng khí oxy, nêu một số biện pháp khắc phục hiện tượng sắt bị rỉ sét. Đầu tiên là nó yêu cầu chúng ta là viết phương trình hóa học khi đốt sắt trong bình đựng khí oxy mà. Đúng rồi, Fe cộng O2 ra đó. Bây giờ hỏi này, khi đốt sắt trong khí bình đựng khí oxy ra, sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, tạo ra các hạt màu nâu, đó là Fe3O4, đó là hiện tượng ngay. Nhưng họ yêu cầu mình nêu được không? Không. Vậy mình có nêu không? Không, nêu chí. 3 Fe này cộng 2 lần O2 này là sẽ cho ra gì? Fe3O4. Đây là những hạt màu nâu đây. Nhớ nha. Đề nó yêu cầu chúng ta là chi? Đề nó yêu cầu chúng ta là chi? Viết phương trình hóa học khi đốt sắt trong bình đựng khí oxy, tức là khí oxygen á. Bây giờ thứ hai là nêu một số biện pháp khắc phục cái hiện tượng sắt bị rỉ rét. Biện pháp thứ nhất. Biện pháp thứ nhất là sơn bề mặt. Biện pháp thứ nhất là sơn bề mặt. Cái sơn bề mặt thì mình chỉ áp dụng khi nào? Đố các con. Đối với loại vật dụng như cửa nè, cửa sổ, cửa đồ á. Chứ còn mà nếu đối với các động cơ xe á, làm sao sơn? Đúng không? Cái vỏ xe ô tô con có thể sơn vừa để trang trí vừa để bảo vệ nó không bị rỉ. Nhưng mà đối với các động cơ là con tưởng tượng động cơ nó cứ va đập như vậy á. Đúng không? Bây giờ con dao làm sao con sơn? Cái con dao bằng sắt thì con không thể sơn được đúng không? Vậy con sẽ làm gì? Con sẽ mạ kim loại. Đúng luôn. Sơn bề mặt mạ kim loại. Thứ ba là gì? Chế tạo các loại thép không rỉ. Chế tạo hợp kim sắt không rỉ. Đúng không? Và thứ tư là dùng gì?
phương pháp bảo vệ, phương pháp điện hóa. Hợp kim sắc không rỉ. Thứ tư là phương pháp điện, điện hóa. Nhớ ngay, chúng ta sơn bề mặt nè, chúng ta bôi dầu mỡ nè, được chưa? Chúng ta mạ kim loại nè, bôi dầu nhờn á, được chưa? Chúng ta chế tạo các hợp kim sắc không rỉ nè, chúng ta dùng phương pháp điện hóa. Phương pháp điện hóa là sao? Kiên ơi, phương pháp điện hóa là sao? Kiên, phương pháp điện hóa là sao? Là dùng một kim loại mạnh hơn gắn bên ngoài bề mặt kim loại sắt, thì khi đó kim loại mạnh hơn nó sẽ bị ăn mòn thay thế cho sắt. Cái này là người ta thường áp dụng cho khi nào, phương pháp điện hóa sẽ áp dụng khi nào? Đối với tàu thủy. Đối với tàu thủy đi trên sông nước thì các con biết là cái biện pháp sơn nó không có tác dụng gì nhiều hết á. Sơn nó cũng chống rỉ nhưng mà nó không có tác dụng gì nhiều bằng cái việc chúng ta gắn cái tấm nhôm, những cái tấm nhôm hay là miếng kẽm ở phía dưới cái bề mặt, phía dưới con tàu ấy, để nó thay thế cho cái việc ăn mòn của sắt. Những theo thời gian cái tấm kẽm, tấm nhôm nó sẽ bị mòn vẹt đi thì người ta sẽ thay những tấm mới. Và trên một con tàu vậy người ta gắn nhiều tấm như vậy. Bởi vì để tránh tình trạng là gắn một tấm ấy, lỡ rớt bắt là tàu lủng. Tấm gắn nhiều tấm ở nhiều nơi, bởi vì trên khắp cái bề mặt của con tàu là nó có nhiều vị trí bị nhiệt hóa. Cho nên gắn vị trí giống như là khi mà chúng ta mắc bóng đèn á, tại sao chúng ta ráp bóng đèn là chúng ta không nên dùng một cái bóng đèn có nguồn sáng lớn mà phải dùng nhiều bóng đèn nhỏ để tránh hiện tượng gì? Vùng tối, vùng bóng tối. Mình học trong môn vật lý lớp 7 á. Còn nhớ không? Thì nó hỏi chúng ta là vì sao người ta không điều chế khí CO2 bằng cách HCA, CO3 tác dụng với dung dịch HCl. Đố con vì sao? Con biết hai là mình sẽ lấy cái muối carbonat với dung dịch axit. Nhưng mà riêng cái CA, CO2 không cùng dung dịch H2O4 vì sao? Các con xem. Xem nha. CaCO3 biết không? Đây này là chất không tan đúng không? Thì nó sẽ sinh ra, vì nó là muối axit yếu mà, cho nên nó sẽ sinh ra muối axit mạnh này, đẩy axit yếu ra ngoài này. Ca4 nó cũng không tan trong nước. CaCO4. Còn CaCO4 là nó không tan trong nước, nó cũng không tan trong HCl. Mà con xem, cái CaCO4 thì nó không tan, cái nó bám lại CaCO3 còn chưa vững, nó ngăn cản CaCO3 nó tiếp xúc với HCl, cho nên làm phưởng xảy ra rất rất là chậm. Vậy nguyên nhân là do đâu? Vì phản ứng tạo ra CaCO3. À, CaCO4 chứ không tan. CaCO3 với H2O4 bởi vì nó bao, nó CaCO3 nó không tiếp xúc được với H2O4. Phản ứng chậm. Bây giờ câu số 2 nào. Nghiêng này thì ngọn lửa bị tắt. Biết á, là các phản các con lưu ý là muốn cho phản ứng cháy nó xảy ra, đầu tiên chúng ta cần phải gì? Muốn phản ứng sao? Muốn phản ứng cháy xảy ra thì cần phải cung cấp nhiệt
để khơi mà phản ứng. Ok chưa? Còn một khi mà phản ứng nó đã xảy ra rồi thì cái nhiệt do phản ứng đó nó tỏa ra thì phản ứng cháy tiếp tục xảy ra. Đồng ý chưa? Còn về khí CO2, các con biết rồi, khí CO2 nặng hơn không khí, nặng hơn không khí và gì? Và không duy trì sự cháy. À, con biết nè, ngọn lửa của cây nến, ngọn lửa của cây nến á, là ngọn lửa nhỏ. Nhớ nghe, nó là một ngọn lửa nhỏ, như vậy có nghĩa là à, ít người ra. Nói chung là cây nến nó nhỏ thì gần với nó thôi, chứ không, nó không như con đốt củi á, con đốt củi là đám cháy của củi, nhiệt tỏa ra nó nhiều hơn, cho nên khi con nghiêng bình khí CO2 nhỏ nhỏ trên cái bếp lửa thì chưa, nhưng mà trên ngọn lửa đèn cầy thì nó tắt. Bây giờ ngọn lửa nhỏ đúng không, nhiệt tỏa ra ít, bây giờ bình đựng khí CO2, bình đựng CO2 trên ngọn lửa của cây nến, con thấy nè, khí CO2 sẽ tràn ra khỏi bình đúng không, tràn ra khỏi bình, và vì là khí nặng, vì khí CO2, và vì khí CO2 nó nặng, nặng nên sao, nên chìm xuống đúng không, mà một khi nó chìm xuống thì sao, nó phủ quanh ngọn lửa của cây nến, của canh ngọn lửa của cây nến, chắc chắn ngăn cản sự tiếp xúc của nến với oxy không khí. Đồng thời là chi? Đồng thời này, đồng thời cũng làm cho ngọn lửa của cái nến tỏa ra, do đó từ những điều này mà ngọn lửa của cây nến sẽ tắt. Đây là cái giải như cái dây ru băng á. Và một lò chứa đầy khí CO2 thì magie vẫn tiếp tục cháy và đáy lò xuất hiện bột màu trắng lẫn bột màu đen. Đó là những chất gì? Tại sao magie cháy được trong khí CO2? Viết phương trình hóa học xảy ra. Thì con biết á, là CO2 là một trong những chất để gì? Dập tắt đám cháy. Tuy nhiên đối với những đám cháy, đối với những đám cháy kim loại như magie và nhôm thì người ta không dùng khí CO2. Bởi vì sao? Bởi vì magie nó cháy được trong khí CO2, tạo thành magie ô và carbon, được chưa? Tạo thành magie ô và carbon. Thì con lưu ý là đây là chất bột màu trắng là ai đây? Chất bột màu trắng là ai đây? Chất bột màu trắng mà chúng ta thấy được đó chính là magie ô. Còn cái bột màu đen, chất bột màu đen là gì? Là carbon. Vì sao ở đây magie lại cháy được? Vì trong phản này magie là chất khử, CO2 là chất oxy hóa. Còn cái thứ hai là magie là nó mạnh hơn carbon, cho nên nó lấy carbon, nó lấy oxy của CO2. Đó, nếu mà giải thích lại chiến. Yeah. Trong phản ứng này nè thì magie là chất khử, CO2 là chất oxy hóa, và magie đã lấy oxy của CO2. Đề thi vào chuyên hóa trường Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2017. Giải thích vì sao các đồ vật bằng nhôm không bị ăn mòn trong không khí. Giải thích vì sao các đồ vật bằng nhôm không bị ăn mòn trong không khí. Thì các con biết là gì?
Khi mà nhôm tiếp xúc với oxy và nước thì nó sẽ tạo thành một cái lớp màng oxit Al2O3 mỏng. Nhưng lớp màng này là nó đặc, nó khít và nó rất là bền vững. Lớp màng mỏng này mặc dù mỏng nhưng mà nó rất bền vững và nó ngăn cản không cho nhôm ở bên trong tiếp xúc với môi trường bên ngoài, và do đó nhôm nó không bị oxy hóa, tức là nhôm không bị ăn mòn. Cô nhắc lại này, khi nhôm tiếp xúc với oxy, với nước trong không khí thì nó sẽ tạo thành một lớp màng Al2O3 mỏng, và lớp màng này rất là bền vững, ngăn không cho lớp nhôm ở bên trong tiếp xúc với lại, ngăn tiếp xúc ở bên trong, ngăn không cho nhôm tiếp xúc với môi trường bên ngoài, do đó nhôm không bị oxy hóa. Đồng ý chưa? Khoa học chúng ta cũng đã biết là nhôm nó bị thụ động hóa trong H2O4 đặc nguội và trong HCl đặc nguội. Do đó là vì rằng những axit này là đã tạo trên cái bề mặt nhôm một cái lớp màng oxit trơ, cho nên nhôm nó bị thụ động. Khi tiếp xúc với oxy rồi với nước, khi nhôm tiếp xúc với oxy với nước này, ở hành lớp màng oxit Al2O3. Màng này mỏng, lớp màng này rất là mỏng, rất mỏng luôn. Nó chỉ khoảng là 10 mũ trừ 5 mm thôi. Nhưng mà lại bền chắc, không cho nhôm tiếp xúc với môi trường bên ngoài, là oxy và khí không có thể thấm qua được cái lớp màng đi. Do đó nhôm không bị oxy hóa tiếp, tức là nhôm không bị ăn mòn trong không khí. Nó vừa tiếp xúc với hơi nước, vừa tiếp xúc với là oxy thì nó đã tạo thành lớp màng oxit rồi. Và cái lớp màng này rất là mỏng, rất là mịn, và nhưng mà lại bền chắc, cho nên là ngăn cản không cho nhôm tiếp xúc môi trường bên ngoài, do đó nhôm nó không bị oxy hóa tiếp, tức là nó không bị ăn mòn trong không. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái câu hỏi vận dụng trong bài kim loại sắt. Để các vật dụng bằng sắt bền không bị ăn mòn, em hãy nêu hai thí dụ cụ thể mà bản thân em đã làm để bảo vệ các vật dụng trong gia đình. Thì bây giờ cô sẽ cho ví dụ một số cái vật dụng trong gia đình này. Cái vật dụng trong gia đình làm bằng sắt mà chúng ta có thể kể đến, ví dụ cái dao sắt, cái cửa sắt hay là cái xích xe đạp. Cô lưu ý này, cái dao sắt là viết âm tờ chứ phải âm cờ. Âm cờ là dao sắt, là sắc bén á. Còn đây là dao sắt là làm bằng kim loại sắt á. Thì rõ ràng là ba cái vật dụng mà cô liệt kê là chúng ta sẽ gặp ở trong gia đình, đúng không? Thì bây giờ cái cách mà sử dụng, có con biết là kim loại sắt là nó rất là dễ bị ăn mòn, bị rỉ. Vậy thì để sử dụng các đồ vật này sao cho nó lâu dài, nó bền, thì chúng ta phải làm như thế nào? Đối với cái dao chúng ta làm sao? Đối với cái dao thì chúng ta là sau khi sử dụng xong thì chúng ta nên rửa sạch, lau khô và cất nó ở nơi khô ráo. Sau khi mà dùng xong là chúng ta nên rửa sạch, lau khô và cất ở nơi khô ráo. Nếu chúng ta rửa sạch, lau khô nhưng mà lại cất ở nơi ẩm ướt thì nó vẫn bị rỉ nhé. Bây giờ có nhiều bạn nói cửa sắt chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Không được, bởi vì sao? Cái cửa chúng ta là, các con biết là cửa là, cửa sắt là như cái cửa mà cô đang cho hình dung này, là nằm ở ngoài trời đúng không? Nằm ngoài trời thì thời tiết nó thay đổi, lúc mưa, lúc nắng, thất thường như vậy. Thì không thể nào mà chúng ta đảm bảo lúc nào cái cửa nó cũng ở trong môi trường khô ráo cả. Vậy thì đối với cửa sắt á, là chúng ta cần phải định kỳ sơn sửa cửa. Cái việc mà nhà chúng ta sơn cửa vào mỗi ngày Tết á,
là mục đích là gì? Làm đẹp, đúng không? Chúng ta sơn màu để cho nó đẹp cửa, đừng để trang trí nhà cửa sao nó đẹp. Nhưng cái mục đích chính của cái việc sơn cửa là gì? Là để tránh cho cái cửa sắt nó bị rỉ. Các con biết là chúng ta phải sơn định kỳ, bởi vì sao? Bởi vì theo thời gian cái lớp sơn trên cái chúng ta sơn lên bề mặt cửa nó sẽ bị tróc ra. Mà một khi nó tróc ra thì lớp kim loại bên trong đó nó sẽ tiếp xúc với không khí rồi với hơi nước, nước mưa vân vân thì nó sẽ bị rỉ. Do đó khi định kỳ chúng ta sẽ sơn sửa. Cái việc sơn cửa này chúng ta thường là tiến hành khi mà Tết là để cho trang hoàng gì, gửi cho cửa nó sơn mới lên. Cái mục đích chính của nó là chúng ta phải bảo vệ cái cửa, tránh cho cái cửa sắt nó bị rỉ. Về cái xích xe đạp, xích xe đạp nó cũng vậy, nó cũng tiếp xúc với môi trường nước mưa này kia. Chúng ta đi ngoài trời thì khi gặp trời mưa thì không thể tránh khỏi cái việc là xích xe đạp nó tiếp xúc với nước mưa, đúng không? Nhưng mà cái xích xe đạp này chúng ta cũng không thể nào sơn giống như bên cửa được. Bởi vì là khi chúng ta chuyển động đạp, chuyển động như vậy thì chúng ta sơn là nó cũng sẽ bị tróc hết. Cho nên đối với cái xích xe đạp á, là định kỳ là chúng ta nên tra dầu mỡ. Cái việc tra dầu mỡ nó giúp cho chúng ta việc gì? Tránh cho cái xích xe đạp nó bị reset nhanh là một. Thứ hai là giúp cho cái việc mà giảm ma sát. Cho nên chúng ta sẽ đạp xe nó được nhanh hơn. Như vậy cô chốt lại, đối với dao sắt, chúng ta sẽ rửa sạch, lau khô và cất ở nơi khô ráo sau khi chúng ta dùng xong. Thứ hai là gì? Đối với cửa sắt thì chúng ta sẽ định kỳ là sơn cửa. Đối với xích xe đạp thì chúng ta sẽ tra dầu mỡ. Hình vẽ dưới đây minh họa quá trình đốt cháy dây sắt, đốt dây sắt trong bình có chứa khí oxy. Tại sao lại có mẫu than và lớp nước mỏng? Tại sao lại có mẫu than và lớp nước mỏng như vậy? Tại sao lại phải có mẫu than? Đây, tại sao dưới này có lớp nước mỏng? Vì sao thế con Hà? Lý thuyết là cô có đề cập rồi đó, không biết có nhớ không? Vì sao con Hà? Từ từ cô. Hình vẽ dưới đây. Để cho nó không cháy hả cô? Không. Con nghe cô giảng giải này. Hình vẽ dưới đây minh họa quá trình đốt dây sắt trong bình có chứa khí oxy. Tại sao lại có mẫu than và lớp nước mỏng? Thì con lưu ý nha. Cái dây sắt này là cái dây sắt nó mỏng lắm. Mà các con biết là dây sắt á, sắt mà khi phản ứng với oxy, sắt mà khi phản ứng với oxy thì nó sẽ ra oxy sắt từ, đúng không? Mà các con lưu ý là gì? Cái phản ứng này muốn xảy ra là cần phải đốt nóng lúc ban đầu. Cái phản ứng này muốn xảy ra là cần phải đốt nóng lúc ban đầu. Người ta thực hiện thí nghiệm này là bằng cách là chi? Một là cô phải lấy cái dây sắt này, cô hơ nóng ở ngoài ngọn lửa đèn, rồi cô mới đưa vào trong bình chứa khí oxy, đồng ý chưa? Còn hai là gì? Cô kẹp cái dây sắt này với một bổ than. Cô kẹp cái dây sắt này với một bổ than, sau đó cô đốt cái bổ than đi. Cô đốt cái mẫu than đi, rồi cô đưa vào trong bình. Thì khi mẫu than này nó cháy nè, thì cái nhiệt của cái khi đốt mẫu than cháy này nó sẽ hơ nóng cái dây sắt. Sau đó dây sắt nó sẽ tác dụng oxy để rải về bao bố. Con biết vì rằng người ta phải gắn cái mẫu than không? Bởi vì nếu như cô nung dây sắt và ở ngoài đèn cồn á, là dây sắt nó được nóng đỏ lên rồi, thì khi cô vừa đưa vào bình khí oxy, cô chưa kịp nút cái bình này lại á,
thì phẫn giữa dây sắt bộ oxy nó đã xảy ra, nó tóe lửa ra, nó bắn lửa ra ngoài. Cho nên để mà an toàn á, để mà an toàn thì người ta thường thường, để mà an toàn thì người ta thường thường là gì có biết không? Thường là sẽ đốt nóng cái mẫu than này trước, rồi kẹp cái mẫu than này với dây sắt nghe, kẹp mẫu than với dây sắt, sau đó đốt nóng mẫu than ngoài ngọn lửa đèn cồn, rồi đưa vào đây đậy kín bình, thì khi đó nhiệt nó tỏa ra tiếp, nó sẽ hơ nóng cái dây sắt lên đó. Mà khi dây sắt nó tác dụng oxy, nó sẽ tóe lửa ra. Lúc đó mình đã đậy nút cái bình đi rồi, nó sẽ tóe lửa ra rồi nó văng. Mà con biết là khi mà văng, khi mà cô sắt nó phở oxy là nó văng ra những cái tia lửa như vậy, là nhiệt độ rất là cao. Cái hạt Fe34 này nhiệt độ rất là cao, nó văng vào thành bình, nó văng dưới đáy. Thì chúng ta phải có một lớp nước ở dưới đây nhằm mục đích làm gì? Dạ. Ừ đúng rồi, dạ. Đúng rồi, nó hấp thu cái nhiệt đó, sẽ tránh cái việc là cái bình thủy tinh này nè, cái đáy bình này nè, nó tiếp xúc với nhiệt lớn như vậy nó sẽ thủng. Cho nên cái lớp nước này giúp để ngăn không cho nhiệt nó làm gây nứt vỡ bình. Yeah. Thay vì là dùng một lớp nước, người ta có thể dùng một lớp cát cũng được. Nhưng mà trong phòng thí nghiệm thì có sẵn nước thì mình dùng nước, chứ đi kiếm cát làm gì cho không mệt, đúng không? Lưu ý nha, ở đây là người ta, thực ra là người ta tiến hành thí nghiệm, người ta có thể đốt nóng dây sắt ở bên ngoài rồi đưa vào trong bình. Nhưng mà khi đốt nhóm dây sắt vào bình thì khi cô mới đưa được, chưa kịp đưa để đậy nút, thì phẫn giữa dây sắt với khí oxy đã xảy ra, và có khả năng là cái tia lửa nó văng ra ngoài, là nó trúng cái tay mình thì mình sẽ bỏng. Cho nên thành ra là người ta sẽ gắn cái dây sắt với mẫu than này, người ta đốt nóng mẫu than, sau đó đưa vào nút kín bình, thì khi đó than nó vẫn cháy, than nó vẫn cháy, và nó sẽ từ từ nhiệt tỏa ra, nó sẽ đốt nóng cái dây sắt. Và khi dây sắt nó nóng đến một nhiệt độ nhất định thì phản giữa sắt với oxy nó sẽ xảy ra, bắn ra những cái tia. Vậy ra đó là hạt Fe34 nóng chảy đó. Đó, cái hạt đó nó mang rất là nhiều nhiệt trên lớp nước này, giúp ngăn ngừa không cho nhiệt truyền vô cái dưới cái lớp thủy tinh này, dễ gây nứt vỡ bình ha. Cái lớp nước này ngăn không cho thủy tinh, bình thủy tinh bị vỡ. Ok chưa? Yeah. Đồng ý chưa? Rồi, cô nói lại, nhấn mạnh lại cái câu mà không bón chung phân đạm với vôi nha. Mình biết là phân đạm là loại phân chứa cái chi? Chứa nitơ, nguyên tố dinh dưỡng nitơ, cung cấp nitơ cho cây trồng, đúng không? Đúng không? Mà phân đạm là có đạm nitrat này, đạm amoni và đạm ure. Thì đạm ure thực tế là nó cũng là một loại đạm gì? Đạm ure cũng là một loại đạm amoni. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà con trâu ure thủy phân vào trong nước thì nó sẽ ra amoni carbonat. Bây giờ vì sao chúng ta lại không bón chung phân đạm với vôi? Thì như chúng ta đã biết á, là khi mà chúng ta bón vào đất á, là mình bón cái phần mà vôi sống ấy, chứ không phải là bón CaH2 lần nha. Mình sẽ bón cái vôi sống. Mà mình biết là vôi sống mà bón vào trong nước á, là trong bón vào trong đất ấy, vôi sống mà cho vào trong đất á, trong đất có nước, đó là CO nó sẽ kết hợp với nước cho ra CaOH2 lần, đúng không? Nó kết hợp với CaOH2 lần. Mà cái CaOH2 lần á là nó có tính kiềm. Do đó là cái CaO khi mà chúng ta bón vào đất á là nó sẽ giúp khử chua cho đất, đúng không? Người ta dùng cái CaO bón vô trong đất là để giúp khử chua cho đất. Trong khi đó như khi nãy cô đã nói là cái phân đạm ure á là được coi là phân đạm amoni. Bởi vì khi mà bón vào trong đất á, là trong đất có nước, nó sẽ tác dụng với nước để ra amoni carbonat. Khi đó cây trồng nó sẽ hấp thụ từ cái phân đạm ure. Phân đạm ure có ưu điểm là nó không bị rửa trôi theo nước mưa liền. Bởi vì nó sẽ phân thủy phân từ từ trong nước, nó tác dụng từ từ với nước để ra amoni carbonat tan trong nước. Cho nên đạm ure nó bón vào phân bón vào trong đất á, là giúp cây trồng nó sẽ hấp thụ từ cái đạm, và đạm nó sẽ không bị rửa trôi theo nước mưa. Chứ đạm như chát món vô là nó tan vào nước, cho nên khi nước mưa nó nhiều là nó tan trôi theo nước mưa hết. Bây giờ nếu chúng ta mà bón chung cái phân đạm với vôi thì sao? Thì con biết là khi đó phân ure hoặc là phân amoni là nó sẽ kết hợp với lại CaOH2 lần. Như phương trình con viết đó, là để giải phóng khí NH3 và nước.
khí NH3 nó bay, nó là khí mà, khí NH3 là khí mà, cho nên nó bay đi mất, cho nên làm giảm làm lượng nitơ đi không, tức là sẽ làm mất đạm không đó. Cho nên bón chung với phân đạm, bón vôi sống chung với phân đạm amoni hoặc là phân ure thì chúng ta sẽ bị mất mất đạm. Do đó chúng ta không nên bón chung phân đạm với vôi đó. Ngoài ra này, con thấy cái NH4 hai lần SO4 mà nó tác dụng với vôi á, là nó sẽ ra cái tủa CaSO4. Thì CaSO4 là một trong những đất chất làm cho đất nó bị rắn, bị cứng. Đất nó không có tơi xốp. Đất nó bị chặt lại, nó không tơi xốp. Câu hỏi tiếp theo này, vì sao khi tắt đèn cồn người ta lại đẩy đèn lại chứ người ta không có thổi? Còn á, coi này, cái đèn cồn đang cháy, muốn tắt là chúng ta chỉ việc lấy cái nắp đèn cồn úp lên cái ngọn lửa đèn cồn là ngọn lửa đèn cồn nó sẽ tự tắt, chứ không có việc gì phải thổi. Là vì sao? Con biết là từ cháy là nó cần oxy. Vậy mà con biết là sự cháy là nó cần oxy, mà muốn xảy ra cháy, tức là muốn phản ứng cháy nó diễn ra, thì chất cháy và oxy phải tiếp xúc với nhau. Bây giờ nếu cô đậy cái nắp cái đèn cồn này lại thì khi đó sẽ ngăn không cho cái chất cháy tiếp xúc với khí oxy. Các con biết là gì? Cái bất này á, là nhúng trong cái cồn này, đây là cồn. Bây giờ là cồn nó thấm lên cái bất, được chưa? Khi được nóng lên như vậy thì cồn nó bay hơi và nó cháy, hơi cồn nó sẽ cháy. Vậy thì bây giờ nếu cô úp cái nắp cồn này lại thì cái hơi cồn nó không được tiếp xúc với oxy nữa. Khi chất cháy và oxy không tiếp xúc với nhau, tức là các chất phản ứng với nhau không được tiếp xúc với nhau, thì phản ứng nó sẽ không xảy ra, tức là khi đó đèn cồn nó sẽ không cháy nữa. Đây, khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại là vì để không cung cấp tiếp khí oxy cho đèn. Khi mà oxy nó hết, tức là oxy không còn tiếp xúc với lại cái hơi rượu lên thì đèn sẽ tự tắt. Cô nhắc lại, khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại là vì để không cung cấp tiếp khí oxy cho đèn. Khi oxy hết thì đèn sẽ tự tắt. Cô nhắc lại nè, thành phần của bột vôi gồm CaO nè, CaOH 2 lần nè và một ít CaCO3. Hãy giải thích tại sao để cải tạo đất ở một số ruộng chua thì người ta thường bón bột vôi. Thì mình biết á là ruộng chua. Mình biết là ruộng chua là như thế nào? Ruộng chua là ruộng có pH. Cái pH của ruộng đó sẽ nhỏ hơn 7. Ruộng chua, người ta nói đến tính chua. Nói đến tính chua là nói đến gì? Tính axit. Ruộng chua tức là ruộng đó có pH nhỏ hơn 7. Bây giờ cô bón bột vôi vào. Cô bón bột vôi vào thì bột vôi là CaO, nó sẽ tác dụng với nước có trong đất. CaOH 2 lần nó sẽ hòa tan vào trong đất, đồng ý chưa? Tạo thành dung dịch có tính kiềm. Tính kiềm dung dịch này nó sẽ trung hòa cái axit ở trong đất. Làm giảm tính chua của ruộng. Đồng ý chưa nào? Ghi vào nào. Ghi vào cho cô. Ghi vào cho cô nghe. Ruộng chua có pH nhỏ hơn 7. Khi bón bột vôi nè thì ai tác dụng với nước đây? Khi bón bột vôi thì CaO cộng với nước cho ra cái gì? Ừ,
cho ra CaOH tất cả hai lần rồi. CaOH tất cả hai lần, cả cũ với mới hòa tan vào nước tạo thành dung dịch kiềm. Được chưa? CaOH hai lần hòa tan vào nước tạo thành dung dịch kiềm. Được chưa? Sẽ gì? Trung hòa axit trong đất. Do đó, để cải tạo đất ở một số ruộng chua, người ta thường bón bột vôi. Nhớ nghe, ruộng chua là ruộng có pH nhỏ hơn 7. Khi cô bón bột vôi thì cái thành phần CaO nó sẽ tác dụng nước ra CaOH hai lần. Rồi CaOH hai lần cũ mới đã hòa tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm. Dung dịch kiềm này nó sẽ trung hòa cái axit có trong đất, giúp cho cái đất nó, cái pH nó tăng lên một xí. Bây giờ làm tăng lên pH một xí, do đó là để cải tạo đất ở một số ruộng chua thì người ta thường bón vôi bột, tức là bột vôi. Có nên dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng vôi, vôi tơi hoặc là vữa vôi không, hoặc là nước vôi không? Thì mình biết á, là vôi á, hay là vôi tơi, hay là vữa vôi, hay là nước vôi là đều chứa gì? CaOH hai lần, đúng không? Mà CaOH hai lần là một dung dịch kiềm. Mà cái nồi nhôm, chậu nhôm, xô nhôm là cái gì đó? Nồi nhôm, chậu nhôm, xô nhôm là gì? Làm bằng nhôm. Mà nhôm là ở bên ngoài bề mặt của nó được bao phủ bởi gì? Bởi một lớp Al2O3. Nhớ nghe, các đồ vật bằng nhôm là bên ngoài nó được bao phủ bởi một lớp Al2O3. Cái lớp màng này là Al2O3, là một oxit á, oxit lưỡng tính. Nghe chữ O, nghe chữ A phát lại nàng chêm liền, oxit axit liền. Al2O3 là oxit lưỡng tính. Nó bị hòa tan bởi dung dịch kiềm. Đồng ý chưa? Cái nó bay lớp, bay mất cái lớp bên ngoài chưa? Rồi. Al cũng là một kim loại đặc biệt, cũng hòa tan được trong dung dịch kiềm. Cho nên cái dung dịch nhôm hay nước dung dịch nước vôi và kể cả các dung dịch kiềm sau nghe lãng phá hủy đồ bằng nhôm. Vì sao khi pha loãng axit sulfuric đặc không nên đổ nước vào axit sulfuric đặc mà chỉ có thể rót từ từ axit sulfuric đặc vào lọ đựng sẵn nước? Nói không nghe? Háo nước thôi à, chỉ có háo nước à. Đây, ngồi nói nghe nè. Axit sulfuric đặc là một axit háo nước, đúng. Được chưa? Nó háo nước và khi nó hút nước thì nó sẽ tỏa ra nhiều nhiệt. Nếu như con rót nước vào axit đặc, nếu như con rót nước vào axit H2O4 đặc thì cái quá trình mà axit H2O4 đặc nó hút nước, nó tỏa nhiệt, nó sẽ làm cho nước sôi lên và nước nó sẽ bắn ra ngoài. Nước nó sẽ sôi lên bắn ra ngoài. Đồng ý chưa? Nước sẽ sôi lên bắn ra ngoài kéo theo các giọt axit nữa. Và văng của người mình thì mình sẽ bị bỏng. Yeah. Do đó chỉ có thể rót một cách từ từ. Vì sao rót từ từ? Rót từ từ để quá trình tỏa nhiệt nó chậm. Yeah. Và thứ hai là ngăn không cho nước nó sôi nó bắn ngoài. Thì H2O4 đặc là một chất háo nước. H2O4 đặc là một chất háo nước. Háo nước phải khi hút nước tỏa ra nhiều nhiệt. Chấm. Yeah. Khi rót nước vào axit. Khi rót nước vào axit H2O4 đặc. Yeah.
phải nhiệt tỏa ra. Nhiệt tỏa ra làm nước sôi. Nhiệt tỏa ra làm nước sôi bắn ra ngoài. Gây bỏng. Bắn ra ngoài mình nè, là gây bỏng nè. Do đó chỉ có thể rót từ từ axit H2SO4 đặc mở ngoặc ra để quá trình tỏa nhiệt chậm. Vào lọ đừng sẵn nước, rót thật chậm và khuấy đều nữa kìa. Tại nhà máy nước Thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh, trước khi dẫn nước đến nhà dân, được chưa? Trước khi dẫn nước đến nhà dân, người ta thường hòa tan thêm một chất khí để khử trùng nước. Bây giờ người ta hỏi nè, đó là chất khí gì? Viết phương trình minh họa. Thì mình trả lời sao đây? Đó là khí gì? Khí clo. Công thức CL2. Sau này khí clo chúng ta đọc nó là clorin nha. Rồi viết phương trình minh họa viết sao? Bé Việt, viết trình minh họa là viết sao con? CL2 cộng H2O. Cho ra cái gì? Mũi tên hai chiều nha. HCl cộng HClO. Rồi, sao nữa? Viết thêm ý nữa. HClO có tính oxy hóa mạnh. Có khả năng sát khuẩn.